xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thanh hóa ngày mới của đài phát thanh và truyền thanh hóa sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay xã nga thành huyện nga sơn mở rộng diện tích trồng dưa vàng trong nhà lưới cần duy trì nguồn vốn chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo để hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững xe công nông xe tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9 tháng năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước đã thu hút được 517 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến thời điểm này cả nước có trên 10.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt trên 197 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%. Đối với các dự án đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được 442 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 91.000 tỷ đồng. Đối kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước đến cuối tháng 9 năm 2020 lên trên 9.800 dự án, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46%. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, trên phạm vi cả nước có 366 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 113.000 ha. Tổng cục Thống kê cho biết dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 1.420.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 34,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên trên 133 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Tổng cục Thống kê, tinh thần lạc quan của các doanh nghiệp vẫn khá lớn khi kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 3 năm 2020 cho thấy... Có 32,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020 tốt hơn quý 2 năm 2020. 31,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết tín dụng những tháng cuối năm 2020 được kỳ vọng sẽ tiếp tục có mức tăng khá đưa mức tăng trưởng tín dụng cả năm dự kiến đạt 8 tới 10%. Theo đó, tín dụng vẫn tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ, đặc biệt là một số lĩnh vực hiện đang tận dụng được lợi thế trong bối cảnh mới như tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 7%, tiến dụng cho nông nghiệp, nông thôn tăng 5%, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 5,5%. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cam kết tiếp tục xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tiến dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng, mở rộng cấp tiến dụng cho người dân, doanh nghiệp, song song với đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 38 cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đáp ứng được quy chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, trong đó có 14 cơ sở áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, 4 cơ sở có đủ điều kiện xuất khẩu trực tiếp sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Điển hình như công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, công ty chế biến thủy sản Song Việt ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, công ty chế biến thủy sản Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc các cơ sở kinh doanh thủy sản này đủ điều kiện về diện tích để bố trí khu vực bày bán thực phẩm khu vực chứa đựng bảo quản và thuận tiện để vận chuyển nguyên liệu sản phẩm thực phẩm không bị ngập nước đọng nước không bị ảnh hưởng bởi động vật côn trùng vi sinh vật gây hại không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi hóa chất độc hại các nguồn gây ô nhiễm khác Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 325 doanh nghiệp chế biến lâm sản, tạo việc làm cho trên 4.800 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 tới 6,5 triệu đồng một người một tháng. Trong đó có 178 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ gỗ, tạo việc làm cho 3.100 lao động và 57 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm ngoài gỗ, tạo việc làm cho 1.700 lao động. Tuy nhiên, hiện nay hơn 90% các doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa nên chưa tận dụng hết được nguồn nguyên liệu và tiềm năng về lao động. Do đó, cùng với những chính sách khuyến khích hỗ trợ về đất đai, thuế và phát triển vùng nguyên liệu, Thanh Hóa cũng đang hướng tới thu hút các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, chế biến theo chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành chế biến lâm sản và tạo việc làm cho lao động. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới chỉ được đưa vào cơ cấu cây trồng của xã từ năm 2019, nhưng đến nay cây dưa vàng trồng trong nhà màng, nhà lưới đã trở thành cây trồng mới được hàng chục hộ dân lựa chọn, phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Nguyễn Văn Điều ở thôn Đông Xuân là hộ đầu tiên ở xã Nga Thành đầu tư nhà màng để trồng cây dưa vàng. Được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cho đi tập huấn kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm trồng dưa vàng. Đầu năm 2019, anh Điều đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà màng, bể chứa lọc nước theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hệ thống phun nước tự động nhỏ giọt và đưa dưa vàng vào trồng trên diện tích hơn 1.000m2. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, dưa sinh trưởng tốt. Sau 3 tháng, dưa bắt đầu cho thu hoạch. Với diện tích 1.000m2 nhà màng, anh Điều trồng 2.600 gốc dưa, mỗi gốc cho thu hoạch mực quả với trọng lượng đạt từ 1,5 đến 2kg, tổng sản lượng khoảng 5 tấn, cho thu nhập gần 150 triệu đồng một vụ sau khi bản thân được học hỏi cái kinh nghiệm về như là kỹ thuật nông nghệ cao của như là sản xuất nông nghiệp thì gia đình đã đầu tư cái sản xuất nhà màng nhà lưới đối với cây dưa vàng như là trên cánh đồng đất thì thấy một năm nó thu hoạch lại rất là hiệu quả và như là làm cây đối với cây dưa trong nhà lưới thì nó an toàn nó không có ảnh hưởng gì đến thời tiết và mong muốn của gia đình và bản thân cũng muốn các cấp các ngành tạo điều kiện để cho hỗ trợ tiếp tục vay vốn để như là mở rộng thêm cái nhà màng nhà lưới Ưu điểm trồng dưa vàng trong nhà lưới là giúp cho cây dưa tận dụng tốt các nguồn phân bón, quả dưa được bảo vệ trong suốt quá trình sinh trưởng, chống được các loại côn trùng, tránh được tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, hạn chế hiện tượng thối quả khi trời mưa và đem lại năng suất cao hơn phương pháp trồng truyền thống. Nhận thấy mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã Nga Thành đã tuyên truyền hỗ trợ khuyến khích các hộ dân đầu tư mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay, trong xã đã có 18 hộ tham gia sản xuất dưa vàng trong nhà màng nhà lưới với tổng diện tích hơn 18.000 m2 chúng tôi là người động dân nói chung là sau khi có mô hình nhà lưới đây thì chúng tôi sản xuất rất an toàn không có thuốc bảo vệ thực vật còn là sâu bệnh thì nói chung là bình thường không có gì cả chúng tôi cũng theo đuổi ngày này để sản xuất trong một năm ba vụ đều đặn công việc ổn định lương thì đây là một cái những mô hình mà chuyển đổi và phát triển rất có hiệu quả trong những năm qua Nên là về cái chính sách địa phương thì chỉ hỗ tạo điều kiện hỗ trợ cho các gia đình để về cái tích tụ và còn đối với nhà nước thì hỗ trợ là cho mỗi một nhà lưới là 70 triệu đồng trên một nhà lưới là 1.000 nghìn mét vuông. Do hiệu quả kinh tế cao, đầu ra cho sản phẩm lại rất thuận lợi nên nhiều hộ dân ở xã Nga Thành đang có ý định tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng dưa vàng ngay trong vụ đông năm nay, toàn xã sẽ có thêm 7.000 m2 trồng dưa vàng trong nhà màng nhà lưới để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán, nâng tổng diện tích trồng dưa vàng của xã lên 25.000 m2. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc, những thị trường nhập khẩu chủ lực của lao động Việt Nam đã mở cửa trở lại. Đây là tin vui nhất là với hàng chục nghìn lao động Việt Nam đã đủ điều kiện xuất cảnh nhưng chưa đi được do dịch Covid-19. Lúc này, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút kết nối lại các hợp đồng đã ký, cùng với đó là đảm bảo an toàn phòng dịch, an toàn sức khỏe cho lao động từ trong nước tới tận nơi họ sẽ làm việc. Cũng theo cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm nay các hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tập trung vào các thị trường có nhu cầu cao ổn định. Tuy nhiên, mục tiêu đưa được 130.000 lao động Việt Nam xuất cảnh ra các thị trường chủ lực sẽ khó thực hiện. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117-2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, mức xử phạt tối đa cho các vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế được điều chỉnh lên tới 70 triệu đồng, cao hơn mức tối đa 50 triệu đồng đang được áp dụng hiện nay. Theo Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ, tất cả các hành vi vi phạm lĩnh vực bảo hiểm y tế được quy định trong Nghị định có thể bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 200.000 đồng tới 70 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, mức độ gây thiệt hại. Mức phạt tối đa này đã được điều chỉnh tăng lên so với mức phạt tối đa 50 triệu đồng được quy định tại Nghị định số 176 năm 2013 đang áp dụng hiện nay. Trong đó, hành vi vi phạm có mức xử phạt cao nhất thuộc nhóm các vi phạm quy định về quản lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí dường bệnh và các chi phí khác trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Theo lịch, ngày 4 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học hoàn tất việc lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2020. Sau đó, trước 17 giờ ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Tuy nhiên, từ chiều qua, mùng 4 tháng 10, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Trong quá trình thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ các trường chạy phần mềm lọc thí sinh ảo với tổng số 6 lần. Với phần mềm này, thí sinh chỉ được trúng vào một nguyện vọng được xếp cao nhất phù hợp với điểm thi. Để hỗ trợ quá trình xét tuyển đợt 1 của các trường thuận lợi hơn, các trường đại học đã lập nhóm xét tuyển chung lọc ảo ở hai miền Bắc Nam. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển tuy thuộc vào các trường nhưng phải đảm bảo trước 17 giờ ngày mùng 5 tháng 10. Trước 17 giờ ngày mùng 10 tháng 10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1. Từ ngày 15 tháng 10, các trường xét tuyển bổ sung nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt đầu. Để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường, cuối năm 2018, Hội cựu chiến binh huyện Quảng Sương đã phát động mô hình hàng cây cựu chiến binh. Đến nay, hội cựu chiến binh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình và đem lại hiệu quả thiết thực. Với sự đồng lòng nhất trí cao của cán bộ, hội viên, cuối năm 2019, 26 trên 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có mô hình hàng cây cựu chiến binh. Với 72 hàng và trên 8.000 cây xanh được trồng như cây sao đen, xà cừ và cây xấu trồng tại các trục đường chính, trong công sở xã, nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt cộng đồng, cổng trường học nguồn kinh phí để thực hiện mô hình do cán bộ hội viên cựu chiến binh tự nguyện đóng góp. Tiêu biểu trong triển khai là hội cựu chiến binh Quảng Khê, Quảng Nham, thị trấn Tân Phong. Hội cựu chiến binh huyện Quảng Sương đang tiếp tục chỉ đạo hội cựu chiến binh cơ sở nhân rộng mô hình với số lượng cây xanh được trồng ngày càng nhiều hơn, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, mang lại diện mạo mới cho các vùng quê. Thực hiện quyết định số 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, từ năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đã triển khai chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất kinh doanh. Qua 5 năm triển khai, đã có hàng chục nghìn hộ mới thoát nghèo trên địa bàn Thanh Hóa được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, qua đó thoát nghèo bền vững. Nhờ chăm chỉ làm ăn, năm 2017, gia đình ông Phan Văn Sơn ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn được ra khỏi danh sách hộ nghèo. Niềm vui nhân đôi khi vừa ra khỏi danh sách hộ nghèo, gia đình lại tiếp tục được chính quyền địa phương và ngân hàng tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng nguồn vốn tín dụng hộ mới thoát nghèo. Có vốn ưu đãi cộng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, hiện gia đình ông Sơn đã phát triển mô hình chăn nuôi với quy mô hàng chục lợn nái, lợn thịt, hàng trăm gà vịt. Ngân hàng đã tạo cái điều kiện như vay vốn 50 triệu thoát nghèo đấy thì dựa cái đồng vốn của ngân hàng đấy thì gia đình cũng phát triển về chăn nuôi. Họ năm thu nhập để về chăn nuôi thì cũng hoạt động 100 triệu thì thôi. Đến nay thì số hộ thoát nghèo vay vốn là 30 31 hộ, số dư nợ là 1,5 tỷ đồng. Thì nhìn chung các hộ này sau khi tiếp cận nguồn vốn thì được hỗ trợ của các cấp tổ chức sản xuất thì quả mang lại rất cao. Có nhiều hộ thì bây giờ đã chuyển thành hộ khá giàu và đưa thúc đẩy góp phần đưa thúc đẩy cái nền kinh tế của địa phương. Chương trình cho vay vốn hộ mới thoát nghèo được triển khai cho các đối tượng là hộ vừa mới ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian không quá 3 năm. Lãi suất cho vay áp dụng bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng một hộ. Bên cạnh đó, thủ tục vay cũng rất đơn giản, không cần tài sản bảo đảm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 36.000 khách hàng đang vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo với dư nợ hơn 1.661 tỷ đồng nguồn vốn đã kịp thời tiếp sức cho các hộ có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như đối tượng áp dụng là các hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vòng 3 năm chưa bảo đảm thời gian để các hộ có điều kiện ổn định sản xuất, thoát nghèo bền vững. Thời hạn cho vay tối đa 5 năm chưa phù hợp với chu kỳ đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, Bên cạnh đó, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn chương trình này sẽ kết thúc trong năm 2020, trong khi nhu cầu vốn của người dân vẫn còn nhiều. Để đáp ứng được cái chu kỳ sản xuất kinh doanh đối với một số các vật nuôi cũng như là cây trồng có chu kỳ sinh trưởng dài hạn để đề nghị cấp trên kéo dài cái thời hạn cho vay lên là 120 tháng kéo dài cái thời gian thực hiện cho vay hộ mới thoát nghèo ngân hàng thì sẽ tiếp tục để giả soát các cái đối tượng có nhu cầu vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo đảm bảo là 100% các hộ có nhu cầu và thuộc đối tượng đều được vay vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh một thực tế cho thấy khoảng cách giữa hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo, hộ nghèo khá mong manh. Nhiều hộ có khi chỉ cần một vụ mất mùa hoặc trong nhà có người ốm đau là lại tái nghèo. Vì thế, việc tiếp tục ưu đãi nguồn vốn cho các hộ mới thoát nghèo có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp sức để các hộ thoát nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, với việc Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một bước tiến mới, thể hiện cái nhìn mới, tư duy mới về tầm quan trọng của nền kinh tế ban đêm mà trong thời gian qua Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội để phát triển, thông tin trên báo điện tử Chính phủ. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết trên thực tế, kinh tế ban đêm cũng đã xuất hiện tại một số đô thị và các trung tâm du lịch lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động nhìn chung còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao, vì vậy việc có khuôn khổ pháp luật để phát triển kinh tế ban đêm là điều rất cần thiết. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, sau cởi trói về tư tưởng chính là tháo bỏ bó buộc về chính sách, khuôn khổ pháp lý để kinh tế ban đêm tồn tại và phát triển. Việc phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam cần sự đầu tư bài bản và chính sách đồng bộ hơn bao gồm các khu vực riêng được quy hoạch dài hạn và phát triển hạ tầng điện nước. Đồng thời cần có quy hoạch cụ thể, không nên phát triển đại trà rộng khắp nếu chưa có biện pháp quản lý hiệu quả. Bài viết xu hướng du lịch bình thường mới đăng tải trên báo Tiền Phong phân tích dịch COVID-19 đã tạo ra cú sốc lớn chưa từng có cho ngành du lịch Việt, từ đó xu hướng du lịch cũng thay đổi rất nhiều đẩy các địa phương và đơn vị lữ hành vào tâm thế mới, biến khó khăn thành cơ hội để bứt phá trong cuộc chiến sống chung với dịch. Bài báo đưa ra nhận định, du lịch sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều người dân trên thế giới sau thời gian dài bị hạn chế đi lại vì dịch Covid-19. Bởi vậy, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng của đại dịch rõ ràng nhất, nhưng cũng là một trong những ngành có khả năng phục hồi nhanh nhất. Nếu nắm bắt được xu hướng du lịch mới, Việt Nam sẽ có cơ hội bứt phá, vượt qua các quốc gia khác trong khu vực để chiếm thị phần lớn hơn trong làng du lịch thế giới. Bài báo cũng cho rằng, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch cần đảm bảo đủ cơ sở lưu trú hợp vệ sinh với chi phí phù hợp để đáp ứng nhu cầu được dự báo sẽ tăng, mặc dù là mức tăng chậm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng cần sớm nắm bắt tâm lý khách hàng, tăng cường chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh du lịch so với thế giới và khu vực để kịp thời đi trước đón đầu, tạo bộ mặt mới cho ngành du lịch và khởi động lại nền kinh tế dịch vụ. Theo thông tin trên báo đại đoàn kết, người Việt Nam đang ăn quá nhiều muối, ăn thừa muối là nguyên nhân quan trọng góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và tử vong do các bệnh tim mạch ở Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, muối cần thiết đối với cơ thể, nhưng ăn thừa muối lại là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra còn làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và nhiều rối loạn cho sức khỏe khác. Tại Việt Nam, trung bình cứ 5 người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp, cứ trong 3 trường hợp tử vong thì có một trường hợp là do các bệnh tim mạch trong khi mức tiêu thụ muối trung bình của người trưởng thành Việt Nam gần gấp 2 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cụ thể, WHO khuyến cáo mỗi người trưởng thành không nên ăn quá 5 gam muối trong một ngày để phòng chống bệnh tật và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, tại Việt Nam, trung bình một người trưởng thành tiêu thụ tới 9,4 gam muối trong một ngày. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin Việt Nam vừa ghi nhận 13 trường hợp ngộ độc thiếc, trong đó có một bệnh nhân tử vong. Nhiễm độc thiếc là vấn đề sức khỏe nghề nghiệp mới ở nước ta, đây là bệnh đặc biệt dễ bị bỏ quên và cũng dễ nhầm với các bệnh khác. Bài báo cho biết, mới đây có 7 công nhân của nhà máy sản xuất màn rèm từ nhựa tái chế ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến điều trị tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội với nhiều biểu hiện như rối loạn tâm thần, kích động, lẫn lộn, sau đó hôn mê. Kết quả phim cộng hưởng từ cho thấy, não có hiện tượng tổn thương, chất trắng lan tỏa, hạ kali máu nặng. Điều đáng chú ý là trước khi vào làm việc tại nhà máy, tất cả bệnh nhân đều có sức khỏe bình thường thế nhưng sau một thời gian ngắn, các công nhân đều có biểu hiện của ngộ độc thiếc. Sau đó, 1.500 công nhân của nhà máy này đã được kiểm tra sức khỏe và phát hiện thêm 6 trường hợp khác cũng bị ngộ độc thiếc. Các bác sĩ cho biết, thiếc gồm có thiếc dạng nguyên thể kim loại, các hợp chất thiếc vô cơ và các hợp chất thiếc hữu cơ. Thiếc kim loại và thiếc vô cơ về cơ bản không độc. Tuy nhiên, các hợp chất thiếc hữu cơ có độc tính rất cao, dễ hấp thu qua đường hô hấp, da và đường tiêu hóa nhiễm độc thiếc hữu cơ gây nhiều tổn thương nặng ở các cơ quan bao gồm não gan thận miễn dịch máu trên thế giới và trong nước vẫn chưa có phác đồ điều trị nhiễm độc thiếc do đó việc điều trị bệnh nhân ngộ độc thiếc là vô cùng khó khăn trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng kêu gọi những công nhân làm việc trong các môi trường tương tự như trên nên đi kiểm tra sức khỏe sang lọc tại bệnh viện Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay đã hơn 10 năm nghị quyết 32 của chính phủ quy định cấm xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh hoạt động. Thế nhưng hiện nay trên tuyến đường tỉnh 517 Cầu Trầu Nưa đoạn qua các huyện Đông Sơn và Triệu Sơn lại đang có nhiều xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh lưu thông tiêu mẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại thời điểm phóng viên chương trình giao thông 24 giờ ghi hình, cửa hàng vật liệu trên tuyến đường tỉnh 517 có 3 xe công nông, trong đó có hai xe đã xếp hàng lên trên thùng và chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên khi phát hiện phóng viên đang ghi hình, chủ cửa hàng đã ra hiệu cho lái xe tạm ngừng hoạt động. Theo phản ánh của người dân, trên tuyến đường này có rất đông xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh hoạt động. Với lý do, tranh thủ ngày mùa chở nông sản, chỉ chạy khu vực trong làng không ra đường lớn. Là những lý do các chủ xe bao biện cho sự tồn tại của xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh, dù loại phương tiện này đã bị cấm hoạt động hàng chục năm nay bây giờ để mà kinh tế kinh tế đang khó khăn không đủ để đầu tư mua xe mới bây giờ mua một cái xe mới với tầm vài trăm triệu nhận thấy nguy hiểm rình rập mất an toàn giao thông từ xe công nông xe tự chế ba bốn bánh lưu thông trên tuyến đường tỉnh 57. thời gian qua công an xã đồng thắng cũng chỉ tuyên truyền nhắc nhở chủ xe đồng thời chụp ảnh ghi biển số xe gửi về công an huyện triệu sơn để xử lý quy định của pháp luật thì vẫn đang còn À, chưa được phép lực lượng công chính con cấp xã chính quy công xã chưa được phép dừng xe à, và xử lý đối với các trường hợp xe tự từ, từ, từ chế này à, thì chủ chức là công tác tham mưu cho đảng ủy ban tổ chức công tác tuyên truyền đến các chủ xe để làm sao này là, là là hạn chế đi phần nào đó à, đối với các phương tiện này hoạt động trên địa bàn xã những năm qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe công nông, xe tự chế. Vì vậy các lực lượng chức năng cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm xe công nông, xe tự chế lưu thông trên tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.